Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điểm qua. <laughs> Người dân cần cẩn trọng với hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đốn hạ hơn 400 cây xanh làm petro số 2. Tin thế giới, thế giới thiệt hại 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Công Thương cho biết trong quý 1 năm 2024 không có dự án mới đầu tư vào các cụm công nghiệp hoạt động. nguyên nhân là do bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn thách thức. Quỹ đất công nghiệp còn có thể cho thuê không nhiều, khoảng hơn 100 hectare. Kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp chưa hoàn toàn hoàn thiện. Hiện toàn tỉnh có 18 cụm công nghiệp đang hoạt động thu hút 646 dự án với tổng diện tích đất đã cho thuê là hơn 600 hecta. Tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp hoạt động đạt gần 84% nếu tính trên diện tích đất thương phẩm đã hoàn chỉnh hạ tầng và đạt hơn 72% nếu tính trên diện tích quy hoạch. Hiện nay có khoảng 400 doanh nghiệp đang hoạt động với số lượng lao động khoảng 290.000 người qua rà soát giá đất cho thuê tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hiện dao động từ 100 đến 300 đô la Mỹ một mét vuông, trong đó chủ yếu giá cho thuê của các dự án từ 100 đến 130 đô la Mỹ một mét vuông hiện tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt các ngành các địa phương tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư các thủ tục nhất là thủ tục đất đai bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cụm công nghiệp mới sớm đưa dọc hoạt động không để lãng phí tài nguyên đất góp phần thu hút đầu tư phát triển kinh tế tỉnh nhà sau khi Bộ Giao thông Vận tải mở rộng tuyến quốc lộ 62 hiện hữu, tỉnh Long An sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm đáp ứng 6 làn xe, thông báo cùng thống nhất các địa phương tùy điều kiện có thể đề xuất thực hiện tạo quỹ đất sạch. Theo đó, Quỹ ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải hoàn thiện 3 phương án chậm nhất trong tháng 9 năm 2024 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình thường trực tỉnh Quỹ, Ban thường vụ tỉnh Quỹ trong năm 2024 đề xuất đưa dự án mở rộng quốc lộ 62 vào danh mục công trình trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030. Cụ thể, phương án 1 hướng tuyến bám theo hướng tuyến dự án mở rộng quốc lộ 62 do Bộ Giao thông Vận tải đang lập dự án đầu tư. Phương án 2 đoạn từ đầu dự án đến ngã ba Tuyên Nhân mới và đoạn từ giao đường tỉnh 819 đến giáp thị xã Kiến Tường tiêm tuyến giữ nguyên theo phương án 1, đoạn từ ngã ba tuyên nhân mới đến nút giao với đường tỉnh 819, phóng tuyến đi mới không theo tuyến hiện hữu, đoạn từ giáp thị xã Kiến Tường đến cuối dự án, phóng tuyến mới rẽ trái đến giao với đường sông hành quốc lộ 62 theo quy hoạch và tiếp tục đi theo đường sông hành đến cuối tuyến. Phương án 3, đoạn từ đầu dự án đến ngã ba tuyên nhân mới tiêm tuyến giữ nguyên theo phương án 1, đoạn còn lại phóng tuyến đi mới. Thông tin từ Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị mặt bằng thi công tuyến metro số 2 Bến Thành Tháp Lương, hơn 400 cây xanh dọc một số tuyến đường quận nhất, quận 3, quận 10, quận Tân Bình, Tân Phú sẽ bị chặt hạ. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng nằm dọc các tuyến đường Lê Lai, Trương Định, Phạm Hồng Thái, Cách mạng tháng 8 và Trường Chinh. Việc di dời và đốn hạ hệ thống cây xanh dọc tuyến có chi phí hơn 1,4 tỷ đồng. Metro Bến Thành Tham Lương có tổng mức đầu tư hơn 47.800 tỷ đồng, dài hơn 11 km, trong đó 9 km đi dưới lòng đất với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao tuyến đi qua 6 quận, quận 1, quận 3, quận 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Hiện dự án đã có khoảng 90% mặt bằng sạch, các nhà thầu cũng đang di dời và tái lập hạ tầng kỹ thuật để chuẩn bị khởi công các gói thầu chính vào năm 2025. Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024, trong đó tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, công ty cổ phần SCV có hai đơn vị được vinh danh là Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong đó riêng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới và xếp hạng được đưa ra dựa trên ý kiến của hàng triệu hành khách đến từ hơn 100 quốc gia đối với hàng loạt các tiêu chí cụ thể về chất lượng dịch vụ tại các giải ga hành khách quốc tế, độ thuận tiện thoải mái, khả năng công ngữ, thái độ phục vụ của nhân viên. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, các thiết bị điện dùng phải hoạt động nhiều hơn nên sản lượng tiêu thụ điện cũng tăng theo. Và để giảm chi phí tiền điện, nhiều người dân đã chủ động thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để tiết kiệm điện gia đình ông nguyễn văn giới đã tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên để chiếu sáng đàm mát cho gia đình rút nguồn điện khi không sử dụng sử dụng bóng đèn led để tiết kiệm điện bởi theo ông việc tiết kiệm điện không chỉ là tiết kiệm cho chính gia đình mình mà còn góp phần bảo vệ môi trường sống qua cái các bước, bước uh, tiết kiệm điện hàng tháng mình ra điện không có tăng, hàng tháng đợi uh, cũng bình thường không, không có tăng nên mình, mình ra cũng đỡ được tiết kiệm được chi uh, tiêu ở trong gia đình. Trong những ngày uh, nắng nóng vừa qua, sản lượng điện sử dụng lên tăng lên rất, uh, rất là nhiều. Thì theo thống kê của điện lực Tân Hưng thì tháng 3, tháng 4 năm nay uh, thì sản lượng điện tăng so với cùng kỳ là khoảng 20%. Thì để đảm bảo cho việc cung cấp điện an toàn liên tục, thì điện lực đã phối hợp với trung tâm văn hóa thông tin và Đại truyền thanh quyện triển khai các giải pháp tiết kiệm điện đến tận hộ gia đình trên hệ thống loa đài của quyện. thì bên cạnh là sửa chữa điện kịp thời, điện lực còn cử cán bộ đến tận hộ gia đình để phát cái tờ rơi tuyên truyền, để tổ chức những buổi tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học. thì qua đây là điện lực mong muốn là các hộ gia đình chúng ta nên sử dụng điện một cách là tiết kiệm hiệu quả, vì là tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền điện năng đóng vai trò quan trọng trong một hoạt động của đời sống xã hội phục vụ sinh hoạt và sản xuất do đó việc thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm góp phần chung tay cùng ngành điện ứng phó nguy cơ thiếu hụt điện mùa nắng nóng và bảo vệ môi trường Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của trận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ chỉ đại, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn người dân tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phát triển tầm dốc, thể lực phòng chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh năm 2024 trong đó tập trung tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên cộng tác viên về kiến thức kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị địa phương doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện thi đấu thể dục thể thao đồng thời đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao qua đó nhằm vận động hướng dẫn mọi người duy trì nề nếp thói quen luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đúng cách nhằm nâng cao sức khỏe tầm dốc thể lực phòng chống bệnh tật Thưa quý vị, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật kết hợp công tác kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực diễn thông, công nghệ thông tin được Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Trong quý 1 năm 2024, các địa phương tiến hành kiểm tra 53 cuộc. Trên 105 đối tượng không có trường hợp bị xử đến vi phạm hành chính do hoạt động quá giờ quy định. Đội liên ngành kiểm tra về thông tin truyền thông tỉnh tiến hành kiểm tra 4 cuộc. Ý thức chấp hành quy định pháp luật của các đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, số lượng đại lý internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có xu hướng giảm dần do tận dụng tính tiện ích của các thiết bị cá nhân như máy tính, điện thoại thông minh để lướt web, chơi game, một số hộ kinh doanh hoạt động cầm chừng hoặc chuyển đổi sang kinh doanh lĩnh vực khác ngành công nghiệp mỹ phẩm ở Việt Nam vẫn non trẻ nhiều hạn chế như quy mô sản xuất nhỏ và công nghệ dây chuyền sản xuất chưa hiện đại. Cả nước mới có 35 trên tổng số 965 cơ sở sản xuất đạt nguyên tắc tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của ASEAN. Để tăng cường quản lý, Bộ Y tế xây dựng nghị định quản lý mỹ phẩm dự kiến ban hành trong năm 2025, qua đó nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt về chính sách pháp lý cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam ngày một gia tăng việc quy mô chủng loại mặt hàng và hình thức kinh doanh mới phát sinh, thương bài điện tử hướng đến thực hiện mục tiêu cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý mỹ phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 của 94 trường trung học phổ thông tư thuộc năm 2024-2025. Phương án xét tuyển học bạ được tất cả các trường áp dụng, đồng thời có 46 trường sử dụng thêm kết quả bài thi lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội. Ngoài hai phương thức này thì một số trường có yêu cầu riêng, cụ thể trường Nguyễn Siêu sẽ kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Trường v ưu tiên học sinh trong cùng hệ thống, Trường Chu Chất An ưu tiên thí sinh có kết quả thi lớp 10 dù dẫn áp dụng cả phương thức xét học bạ. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến hình thức lừa đảo giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An đã liên tục đưa ra cảnh báo khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo. Theo đó, lợi dụng tâm lý muốn giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động trên mạng xã hội. Nhiều đối tượng đã mạo danh đặt cán bộ, nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội để hứa hẹn sẽ giải quyết nhanh chóng tất cả các vấn đề, đồng thời yêu cầu người lao động nộp nhiều khoản phí dịch vụ bảo hiểm xã hội. Điều tinh vi ở chỗ, các đối tượng đã tạo loại giấy tờ giả có con dấu xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm tạo lòng tin với người lao động. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng ngay lập tức khóa tài khoản, cắt mọi liên lạc. Trước tình hình trên, Bảo hiểm xã hội khuyến cáo đến người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo. Trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm xã hội, nếu có dướng mắt thì liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội viện thị xã thành phố đang cư trú hoặc liên hệ trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua số hotline 19009068 để được hỗ trợ. Ước tính thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra có thể lên tới 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đây là kết quả nghiên cứu mới được Viện Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu Potsdam công bố. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu nhiệt độ và lượng mưa cho hơn 1.600 khu vực trong 40 năm qua, đồng thời sử dụng các kết quả đánh giá thiệt hại cùng với các mô hình dự báo khí hậu để ước tính thiệt hại trong tương lai. Theo đó, từ nay đến năm 2050, thế giới sẽ thiệt hại khoảng 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Điều này đồng nghĩa thế giới sẽ tổn thất gần 20% GDP toàn cầu vào năm 2050. Khác với những nghiên cứu trước đây cho rằng, biến đổi khí hậu có thể có lợi cho một số nền kinh tế. Báo cáo khẳng định hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều sẽ chịu tổn hại, trong đó các quốc gia nghèo, các nước đang phát triển chịu tác động mạnh nhất. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 1,58 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trong vòng 12 tháng qua, vượt xa mục tiêu đã đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Các nhà nghiên cứu kêu gọi các giảm mạnh và ngay lập tức khí thải gây hiệu ứng nhà kính nếu không muốn chịu tổn thất nặng nề hơn. Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy hơn một nửa số người lao động nước ngoài làm việc ở nước này nhận được mức lương trung bình tháng từ 2 đến 3 triệu won, tương đương khoảng 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ. Đáng chú ý, có trên 60% số người trả lời cho biết họ hài lòng về công việc của mình và chỉ có số ít gặp khó khăn về tài chính. Theo cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, xét theo diện cư trú, gần 67% số lao động phổ thông, gần 52% lao động chuyên nghiệp và gần 54% số lao động làm việc ngắn hạn có mức lương từ 2 đến 3 triệu won. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 88% số sinh viên quốc tế nhận được mức lương tháng dưới 2 triệu won. Việt Nam đứng đầu về số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại Hàn Quốc, chiếm gần 35%, tiếp theo là Trung Quốc gần 30%. Kết quả khảo sát cũng cho biết tỷ lệ hài lòng với công việc của người lao động nước ngoài là gần 63%. Tuy nhiên cũng có 13,5% số người nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính. Tỷ lệ mong muốn chuyển đổi công việc là hơn 12% vì các lý do phổ biến như lương thấp, công việc khó khăn, nguy hiểm. Tỷ lệ người lao động nước ngoài làm việc từ 40 đến 50 giờ một tuần chiếm tỷ trọng cao nhất là 56,5%, tiếp theo là nhóm làm việc trên 60 giờ một tuần với 10,5%. Kể từ sau đại dịch Covid-19, du lịch tàu quả đã bùng nổ tại nhiều nơi trên thế giới. Sáng kiến này đã tạo bước đột phá trong ngành kinh doanh không khói, hướng tới thân thiện với môi trường, giảm ô nhiễm và được trải nghiệm những cung đường độc đáo của mỗi quốc gia. Một trong những quốc gia đã thành công trong việc kích cầu du lịch ngành đường sắt là Italy. Là tín đồ đam mê dịch chuyển và khám phá, mọi người đều chờ đợi tuyến đường sắt nổi tiếng của Italy ra mắt vào năm 2024 có tên FS Trini Turistici Italiani cung cấp các dịch vụ hướng tới du lịch chất lượng cao, bền vững và tập trung vào việc khám phá lại sự giàu có của đất nước Italy xinh đẹp. Giới phân tích nhận định, nếu tất cả các tuyến bay nội địa và nội khối của Liên minh châu Âu có thể thay thế bằng tàu quả với các chuyến đi trong vòng chưa đầy 4 giờ đồng hồ, thì sẽ giúp giảm lượng khí thải carbon 36 triệu tấn mỗi năm. Đây có lẽ là mục tiêu lớn mà nhiều quốc gia đang hướng tới để tạo ra những hành trình du lịch xanh, bền vững và thân thiện với môi trường. Bất chấp các nỗ lực xanh hóa của liên minh châu Âu như cấm xe chạy bằng xăng và dầu diesel từ giữa thập kỷ tới, doanh số bán ô tô điện đã giảm mạnh trên khắp châu Âu vào tháng trước do nhu cầu suy giảm. Theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, doanh số bán ô tô chạy bằng pin trong tháng 3 giảm 11,3% do nhu cầu ở Đức, nền kinh tế lớn nhất liên minh châu Âu, giảm 28,9%. Chỉ có 13% đăng ký mới là xe điện, giảm từ 13,9% vào tháng 3 năm ngoái và giảm từ 14,6% trong cả năm 2023. Doanh số bán xe điện bị đình trệ bất chấp kế hoạch của Liên minh châu Âu cấm bán ô tô động cơ đốt trong mới vào năm 2035. Các hãng Volkswagen, Mercedes-Benz và Tesla đều báo cáo doanh số bán xe điện giảm trong 3 tháng đầu năm nay. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu cho rằng nguyên nhân khiến doanh số bán hàng sụt giảm trong tháng 3 là do kỳ nghỉ lễ phục sinh sớm. Không chỉ xe điện, doanh số bán xe chạy xăng và dầu diesel cũng giảm. Tổng số lượt đăng ký xe mới trong tháng 3 cũng giảm 5,3% trên toàn Liên minh châu Âu, xuống còn 1 triệu lượt đăng ký. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và tạm biệt và hẹn gặp lại.